Xin chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một quán cà phê vô cùng mới lạ tại cái răng Bãi Cháy, đó chính là Argentine Coffee. Vậy hãy cùng theo chân mình để tìm hiểu xem quán có những gì đặc sắc nhé. Mình quan sát ở bên ngoài thì mình thấy quán có hai tông màu chủ đạo, đó là màu trắng và màu vàng. Quán thì gồm có 7 tầng nhưng mà mình khá là tò mò phần sân thượng của quán, chắc chắn là sẽ rất thú vị. Ôi, cuối cùng mình cũng đã vào đến quán rồi, và ngay khi mình bước chân vào quán thì một mùi đầu tiên mình cảm nhận thấy đó chính là mùi cà phê rất thơm của quán. Và đây là quầy order đồ, bây giờ mình sẽ order đồ uống và bánh. Mình đang cầm trên tay là menu của quán. Quán làm menu bằng bìa cứng to này, gồm các đồ uống như là cà phê, nước ép, trà và đồ ăn vặt. Còn bên cạnh đây là tủ bánh. Ở quán nói thì đây là làm bánh ngọt làm trong ngày, nên là mình nghĩ là mình không nghĩ là gì cả nhưng mình muốn ăn bánh. Mình đã lên tầng 3 rồi và ở trên đây thì được trang trí không khác mấy ở dưới tầng. Nhưng mình ấn tượng với những chiếc đèn này. Những chiếc đèn này ở quán thì được trang trí rất là bắt mắt, nhưng không gây rối, tại vì khoảng cách của chúng thì thưa ra, không làm mình bị rối mắt nhức mắt mỗi khi mà nhìn thấy đèn trời mùa hè như này. Sau một thời gian chờ đợi thì cuối cùng đồ uống và bánh của mình order cũng đã lên. Mình order một chanh leo đá tuyết, một hồng trà kem chi và một trà xanh đậu đỏ, cùng với hai chiếc bánh, đó chính là mao chanh leo và tiramisu sô-cô-la. Đầu tiên là mình sẽ thử đồ uống trước. Trong ba cốc này đều được trang trí khá là bắt mắt. Mình ấn tượng nhất đó chính là cốc chanh leo đá tuyết này. Mình sẽ thử chanh leo đá tuyết này trước để xem vị của nó như nào. Ôi cổ có đến phần thích nhất. Ngon quá. Trong lúc mình uống nước thì mình nhận ra rằng một điểm trừ nho nhỏ của quán, đó chính là chiếc bàn này hơi thấp so với mình. Kiểu khi trong quá trình mình uống nước và mình ăn bánh ấy, bàn thấp này sẽ gây một chút khó khăn khi uống đá xay. Chanh leo của quán thì mình cảm thấy là vẫn đồ uống vẫn giữ được cái vị chanh leo, vị thơm, vị mát của chanh leo, nhưng vẫn không bị quá ngọt. Mình rất khuyến khích mọi người khi đến quán thì nên order món này, tại vì theo như mình cảm nhận là ngon. Thứ hai đó chính là món hồng trà kem chi. Mùa hè mà uống một cốc hồng trà kem chi vào buổi trưa thì thật sự là rất là mát luôn ấy. Vừa giải nhiệt lại vừa tốt cho sức khỏe nữa. Ở bên trên kem chi thì trang trí rất là đơn giản, không quá cầu kỳ, nhưng mà mình rất là thích kem chi này. Mặc dù hơi ngọt một chút nhưng mà khi kết hợp cùng với hồng trà thì sẽ tạo nên sự hài hòa. Vì thực sự là hồng trà nếu mà uống không ấy thì nó sẽ hơi bị đắng, nhưng mà khi kết hợp cùng kem chi này ấy thì nó sẽ làm giảm đi vị đắng của hồng trà và tạo thêm độ ngọt cho đồ uống. Ôi sao hôm nay mình ăn nhiều nhỉ? Em lấy 3 cốc không? 2 cái bánh nữa. Mọi người nghĩ em là lợn mất. Đâu ai hiểu thường nỗi lòng em đâu. Món cuối cùng đó chính là món trà xanh đậu đỏ. Đây chính là trà xanh đậu đỏ. Một gợi ý nhỏ nhỏ cho các bạn, khi mà mình order những cái đồ uống như này ấy, thì mình có thể cân nhắc và hỏi nhân viên về lượng đá. Tại vì mình thì đang bị viêm họng ấy mà những cái cốc này rất là nhiều đá luôn. Mình cũng không biết là
sao hôm nay về mình có nói nổi nữa không? Bây giờ mình sẽ uống. Thật sự là vượt xa ngoài mong đợi các bạn ạ. Tại vì trước đấy, trước khi uống ấy, mình nhìn cốc mình thấy rất là nhiều đá. Mình nghĩ là hôm nay cốc trà xanh này thì sẽ không được ngọt cho lắm. Tại vì mình là một người thích đồ ngọt. Nhưng mà khi mình uống ấy, thì mình vẫn cảm nhận được vị ngọt thanh mát của trà xanh cùng với mùi thơm của đậu đỏ nữa. Đây, sau khi thưởng thức ba món đồ uống xong thì mình sẽ chuyển sang hai chiếc bánh này. Mình sẽ ăn miếng bánh đầu tiên. Mình là một người rất là thích đồ ngọt đấy, nên là khi đến bất kỳ một quán cà phê nào đều muốn dùng mấy bánh. Và một điểm đặc biệt của quán đó chính là có bánh ngọt theo ngày. Và cuối cùng là chiếc bánh tiramisu sô cô la mình đã order. Mùi sô cô la rất là thơm, có cả mùi thơm của bánh nữa. Bây giờ mình sẽ ăn miếng đầu tiên. Bánh có 3, có 4 lớp, gồm 2 lớp bánh và 2 lớp kem. Lớp kem thì dày hơn lớp bánh, chắc chắn là sẽ rất là ngọt. Bánh này là tiramisu sô-cô-la, nhưng mà mình lại không cảm nhận rõ vị sô-cô-la của trong bánh nhiều cho lắm. Có lẽ là do lớp sô-cô-la trên bánh hơi mỏng và lượng kem thì nhiều, nên hương vị của kem nó sẽ lấn át đi cái vị sô-cô-la rồi. Vậy là cuối cùng mình cũng đã thưởng thức xong đồ uống mà mình order rồi. Mình phải chào tạm biệt các bạn thôi. Hy vọng các bạn like và subscribe kênh của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở series sau.